Đại chúng, mời đại chúng ngồi lắng tâm theo ba tiếng chuông trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2018, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa thu 3 ngày, và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Chiều nay đại chúng có lạnh không? Lạnh quá không? Là Pháp Hòa cầu lạnh để cho dân Mỹ được hưởng. Đi Canada mà nếu là ấm như là ở Cali thì không phải là Canada. Cho nên ai muốn thật sự biết Canada ra sao thì phải đi vào mùa lạnh. Chứ còn đi mùa hè thì mình chưa thật sự biết Canada. Có hai anh chị ở San Fran chắc đi về rồi. Hôm qua hai anh chị bay qua đây chỉ để mục đích thăm chùa thôi. Và máy bay delay cho nên tới thì rất là khuya, cho nên ở bên ngoài. Sáng nay chạy lên Trúc Lâm rồi chạy lên Tây Thiên chút là khuya nay là ra phi trường bay về lại ở bên San Fran. Và anh chị, anh là người Việt nhưng mà vợ người Hoa, và chị chưa bao giờ biết gì về Phật giáo. Anh gần đây tiếp xúc được những cái bài pháp thoại trên YouTube đó, và có liên lạc và rất là muốn đưa vợ đi tới đây. Và chị đến, chị thích, chị nói có dịp nào chị sẽ quay lại để chị tham dự một khóa tu. Tuần sau mình sẽ có khóa tu cho người nói tiếng Anh thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thì vị nào mà muốn tham dự thì cũng có thể tham dự. Nếu mình không có biết nghe tiếng Anh cũng không sao, mình ngồi thiền thôi. Mình lên ngồi thiền với họ, mình đi thiền hành với họ, mình ăn cơm im lặng với họ, nhưng mình yểm trợ tinh thần cho các vị Tây Phương họ tu. Thưa đại chúng, mình tiếp tục học
học Bồ Tát tại gia. Hôm nay là kỳ thứ 69 thuộc kinh U Bà Tắc Giới Kinh, và phẩm mình đang học là phẩm mới. Phẩm này là phẩm thứ 22, có tên là phẩm năm giới. Tức là ngày hôm qua mình học là nói về Bát Quan Trai Giới, trước kia mình học là nói về U Bà Tắc Giới, bây giờ mình học Bát Quan Trai Giới, và hôm nay mình nói về năm giới. Đó là phần giới. Còn phần kinh đó, tức là Phật dạy mình lục độ. Phật nói cho mình biết cách tập tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục ra như thế nào. Vậy cho nên cái kinh này đối với người Phật tử nó rất là quan trọng. Nó là một quyển kinh để tập cho mình, hướng dẫn cho chúng ta phần giới và phần kinh. Pháp Hòa hay nhắc tới nhắc lui để cho đại chúng mình học kinh đó, học giáo lý đó, là mình phải nắm cho được mấy cái chữ đó. Ví dụ như là trì chú, cái đó gọi là mật giáo. Còn những cái kinh điển mà Phật dạy mình tu tập rõ ràng, cái đó gọi là hiển giáo. Mấy cái từ đó là mình phải biết. Mật giáo tức là những cái kinh điển, những cái lời dạy thuộc mật ngữ chân ngôn. Mình tin vào cái oai lực, mình trì, mình hành trì cái đó, gọi là mật giáo. Còn ví dụ như thập hạnh phổ hiền, nhất giả lễ kính chư Phật là phải tu làm sao, ví dụ như đó, nói rất là rõ những cái ý nghĩa, thì trường hợp đó gọi là hiển giáo. Còn ví dụ như mà kinh điển mà giảng cho mình ý nghĩa tròn đủ hết, viên mãn cái giáo lý, gọi là gì? Viên giáo. Còn dạy cho mình tu từ thấp tới cao, đó là tiệm giáo. Còn vô mà chặt đốn, hất hủi, mắng xả, đánh đập mình mà mình để mình ngộ ra được cái gì đặc biệt, gọi là đốn giáo. Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói cái đó ha. Cái đó gọi là bát giáo. Bát giáo là gì? Là tám thứ giảng dạy cho chúng ta. Cho nên ví dụ như hôm nào mình bị nạt, một nạt á, mình có giận cái người đó, mình nói ồ hôm nay người này đang dạy tôi tu pháp môn đốn giáo. Đốn là gì? Là nhanh. Chữ đốn là nhanh. Cho nên ngộ đạo mà ngộ nhanh gọi là đốn ngộ. Đốn ngộ. Nhưng mà khi mình giác ngộ thì rất là mau, nhưng mà mình phải nương cái pháp căn bản để từ từ mình tu thì gọi là gì? Tiệm tu. Hiểu đạo thì rất nhanh. Ví dụ bây giờ có những Phật tử mới nghe pháp có 3 tháng à, hay là có 6 tháng một năm thôi, tự nhiên bừng tỉnh hiểu ra rất nhiều trong Phật giáo, cái đó gọi là đốn ngộ. Nhưng mà giờ anh chỉ mới ngộ, anh tỉnh ra thôi, giờ bắt đầu anh làm cái gì? Tiệm tu. Như mình uống thuốc bệnh hoài không biết bệnh gì. Bữa đó đi bác sĩ khám bệnh cho mình biết rằng những bệnh tình của mình, cái này là gì? Đốn ngộ, biết bệnh rồi. Nhưng mà giờ trị bệnh sao đây? Phải tiệm trị là trị từ từ. Trước khi cho uống thuốc trị bệnh phải cho uống thuốc sổ độc. Người mà trong người còn độc đừng uống thuốc bổ. Uống thuốc bổ vô nó bổ cái độc, độc hơn. Cho nên trước khi uống thuốc bổ, trước khi uống thuốc là phải sổ độc đó ra. Rồi bắt đầu từ từ mới tấn công vô. Thì cái đó là mình trường hợp mà người ta thường hay nói gì? Tu nhất gì? Tu nhất kiếp hả? Ngộ nhất thời. Cái câu nó nghĩa là vậy đó. Mình ngộ thì trong một giây phút mình ngộ, nhưng mà cuối cùng rồi phải tu trọn kiếp. Ví dụ mình ngộ là tham sân si, ngộ chưa? Ngộ. Ngộ nghĩa là biết tham là xấu, ngộ là sân là xấu, ngộ si là xấu, ngộ ba cái độc đó đó. Nhưng mà tu hoài tu không xong. Tu hoài tu không xong. Nhiều khi càng tu càng tham nữa. Nhiều khi càng tu càng sân nữa. Tại vì sao? Mình chưa có, mình chỉ biết nó mà mình không biết. Mình biết nó mà mình không biết cách nào mình trị nó. Cũng giống như mình biết con mình nó nóng tính mà mình chịu thua, nó hét là mình chịu thua. Cho nên đốn ngộ, nhưng mà tu thì phải tiệm tu. Mà trong Phật Pháp á, hay ví dụ là có một cái lư hương ba cái chân, thì ba cái chân đó mà gãy một chân á thì cái lư hương đứng không có vững. Cũng như thế, mình tu là có ba đề mục. Một là giới,
hai là định, ba là tuệ. Người tu mà thiếu cái này là không tu gì được hết. Ví dụ như bây giờ mình tu mình không có giữ giới, bây giờ năm giới giữ không nổi thì cũng còn bốn chứ, bốn không nổi phải cũng ba chứ. Mà tu mà không được giới nào hết thì giới nào cũng phạm, rồi tâm sao định. Vì ví dụ bây giờ mình nói mình có cái bệnh ăn cắp, xài không bao nhiêu nhưng mà thích quơ quào vậy đó, thì cái bệnh này á, mình có cái tật như vậy rồi đó, thì cái tâm nó không định, thấy của gì cũng muốn quơ đó. Và thậm chí thấy ai đeo gì tốt tốt á cũng để ý nữa. Rồi để gần gũi lỡ người đó mà rơi rớt là mình có thể mình luận cái đó. Hay là bây giờ mình nói cái người ghiền cờ bạc, tâm định nổi không? Rảnh là nhớ tới đánh bài à, mà rảnh là nhớ đến cái chỗ đi. Cho nên thiếu giới là thiếu định, mà thiếu định thì này nó không sanh, trí tuệ nó không sanh. Cho nên giới định tuệ là ba môn học mà bất cứ pháp tu nào cũng không thể không có nó. Ví dụ bây giờ mình trì kinh đi, thiếu định, trì kinh thiếu định tĩnh, thì kinh mình không thấm, tụng kinh không thấm. Rồi bây giờ nó mình niệm Phật, thiếu định thì niệm Phật không tới bến. Niệm thì cũng có niệm hết 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày, nhưng mà cái kết quả của sự định tĩnh không có. Cho nên định sanh tuệ. Đó là người ta nói theo thứ lớp, giới định tuệ. Nhưng mà mình nghĩ cho kỹ á, thì trong giới phải có định, phải có tuệ. Trong tuệ phải có giới, có định. Trong định phải có tuệ, có giới. Vì vậy chúng ta thay vì thắp ba cái hương, giới, định, tuệ, mình thắp một cây cũng được. Tại vì trong một nó có ba, trong một giới nó có hai cái kia. Người mà giữ giới là do định mà biết được cái đó không nên làm, cho nên giữ được cái giới đó. Và do nhận biết cái đó sai cho nên không làm, cho nên người giữ giới là đã có định, đã có tuệ. Hay như vậy đó. Còn thí dụ như bây giờ mình mới bắt đầu, mình chưa gì hết á, căn bản nhất là mình tập giữ giới. Ví dụ bây giờ nè, mình ăn chay. Ăn chay đâu có lãi gì đâu, ăn chay không có thành Phật, thành tiên gì hết á. Nhưng mình đã phát nguyện mình ăn chay rồi á, thì mình giữ cho nó trọn. Mình ăn chay mà mình cứ nghĩ tới đồ mặn là do mình thèm. Mà thèm mà cố gắng mình khắc phục thì người đó do định mà giữ được giới. Còn anh mất định á thì anh phạm giới dễ. 12 giờ rồi giờ này qua ngày hôm sau rồi. Bữa thí dụ bữa nay mình ăn chay đi, mà bây giờ mình đợi đúng 12 giờ khuya là nó nhảy qua ngày mới, cái bắt đầu mình tuyên bố là qua ngày mới rồi, bây giờ ăn một bữa cho nó thả dạng. Trên nguyên tắc là đúng, cái lý là đúng, bước qua ngày mới rồi. Nhưng mà ở cái mặt tu tập thì chứng tỏ là mình đã thất bại. Cho dù mình có ăn mặn đi nữa cũng chẳng tội lỗi gì hết, không có Phật trời nào bắt tội mình. Nhưng mà do mình mất cái định lực cho nên trời ơi, ăn mấy chục năm cá kho mà tối nay cũng còn thèm nữa là sao. Cho nên rồi, cho nên trong cái sự mình hành trì đó nó thiếu. Cũng giống như mình ngồi, Pháp Hòa hay ví dụ mình đang đi, mình niệm Phật vậy đó, mà nghe con cháu nó về nó ăn cái bắt đầu mình mất định rồi đó. Sao phải không? Đi xuống cho nó hâm, nhắc nó hâm đồ ăn. Nhiều khi nó đang ăn lỡ rỡ tô xong ngủ ngắt chứ không. Tức là mình quan tâm, mình bận tâm cái chuyện ăn uống của đứa nhỏ. Mà ví dụ giờ nó ăn nguội thì có chết bằng tay người ta nào đâu. Nó ăn nóng mấy chục năm rồi bữa nay nó ăn nguội một bữa có sao không? Nhưng mà cái tâm mình thương con, thương cháu là mình mất định. Cho nên mình ngồi thiền á, mà hay nói ma này ma kia nó đến á, ma đó là trong này nè. Không, ví dụ mình đang ngồi vậy, trời ơi, tôi ở đây sung sướng ăn ngày ba cử, mấy đứa nhỏ không biết nó có đủ đồ ăn không. Mặc dù trước khi đi mình nấu rồi, nhưng mà mình vẫn lo. Thì trong khi mình ngồi thì cái định nó thiếu. Vì vậy cho nên á, cái tâm mình nó giống như chiếc thuyền vậy đó. Tâm mình như chiếc thuyền vậy đó, không có sợi dây mà cột là nó trôi. Cho cái bài kệ mà tê chân đổi cách ngồi đó, cảm thọ và lạc thọ như mây trời theo gió. Thật sự ra cảm thọ cái gì, khổ thọ là gì? Khổ thọ là đau quá. Lạc thọ là ngồi trên bồ đoàn niệm khỏe ghê đó,
Trong khi mình ngồi thiền mình vẫn có hai cái cảm thọ đó. Khổ thọ là đau chân, mà mình mới vừa ngồi xuống, cha bữa nay lượm được cái bồ đòn ngon nhất á. Có hồi đó mà nhớ ở mấy cái thiền viện, hồi ở bên Làng Mai chưa có những cái bồ đòn mà tốt nha. Trời ơi, ngồi thiền mà tối ngày lượm được cái bồ đòn nào mà tốt là đánh dấu, cất dấu để dành. Tới giờ ngồi thiền lấy cái gối ra ngồi nó không đau lưng, nó không đau cản. Sau này giống như mình đây giờ gối nó thống nhất hết trơn rồi, anh khỏi lựa không? Chứ nếu mà ví dụ như trong cái chánh điện này mà nó có khoảng chừng 10 cái gối này là thế nào cũng bị giấu hết à. Này tôi ngồi khỏe nhất. Thì khi mình ngồi trên một cái bồ đòn mà nó yên á là mình cảm thọ lạc vui. Nhưng mà thật sự ngồi là bắt đầu cái gì? Đau chân. Giống như mấy cái gối mà cao cao đó, quý vị đi tụng kinh là cứ lựa nó, nhưng mà ngồi nó cũng mỏi lưng. Khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió. Thế mà gió nó thổi cái thì mây nó tan. Thật sự là gió với mây chẳng qua là những cái gì? Những cái thoáng thôi. Thì cái đau chân của mình chỉ là một cái thoáng thôi. Rồi cái mà ngồi thoải mái cũng là một cái thoáng thôi. Cho nên dù khổ dù vui, nhớ nó chỉ là mây trời theo gió. Cái gì nó cũng thoáng qua hết trơn á. Ví dụ mình có từng buồn chưa? Có, nhưng mà không, hết cơn buồn cái sanh vui. Rồi từng vui chưa? Có, vui lâu không? Không, thoáng qua thôi. Cho nên con người mình nó mỗi ngày sống bằng cảm thọ vui, cảm thọ buồn. Khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió. Tâm mình nó cứ chạy theo, khổ cái mình chạy theo, đau mình chạy theo, vui mình chạy theo. Nhưng mà nhớ, hơi thở là dây neo. Anh khổ, anh vui gì, không sao hết á. Cứ trở về với hơi thở. Ví dụ mình đang ngồi, mình đang ngồi vậy nè, cái một cái cảm thọ hân hoan nó khởi lên. Kỳ này tôi qua đây tôi rất là vui. Tôi ít người, ở chung với mấy người rất là dễ thương. Rồi ăn cũng ngon mà có thời giờ nữa. Mình ngồi mình thoáng, mình nghĩ vậy đó. Thấy không? Cái mình quên mất cái vọng tưởng nó khiêng mình đi rồi. Ước gì mà lần sau mình nhớ, tức là lần sau mình đăng ký khóa tu mình sẽ nói với ban tổ chức cho mình ở chung với bốn người đó nữa, tại vì bốn người nó rất là dễ thương. Mình đi vô trong washroom ở lâu họ không có gõ cửa hối mình ra. Thì mình ngồi như vậy đó, là khi mình ngồi yên là cái đó nó kéo mình đi. Cho nên khi mình nhớ trực lại, ủa mình đang vọng tưởng. Mặc dù mình không có nghĩ gì tầm bậy, nhưng mà mất đi chánh niệm là mình đang thở, mình đang thiền. Tại sao mình lại vọng tưởng? Thì trở về với hơi thở. Thì hơi thở là dây neo, thuyền về nơi bến cũ. Hồi nãy cái tâm mình nó định chạy rồi, định chạy rồi, vậy mình nhớ kéo trở về. Cho nên cái hình ảnh rất là đẹp, rất là đúng. Tâm mình là một chiếc thuyền, không cột là nó đi, không cột là nó đi. Ví dụ như giờ mình mang cái tiếng là ăn đủ no, sống không cần ngon. Mà thử giỡn chút coi chịu nổi không? Sao này bữa nay mềm nó ngon hết. Chả giò này chiên nào cũng mềm hết. Bún luộc nào sao đóng cục nó nguội khác. Mì không biết làm vào nào sao nó khô quá. Mình ngồi mình ăn, nhưng mà mình không có chánh niệm ăn, nó lôi mình đi. Rồi mình chẳng những như vậy, mình đem cầm phe bì bà năm ngon hơn bì bà bảy. Chở giò bà tám ngon, chở giò bà chín. Thành ra khi mình trở về. Cho nên khi mình biết là khi cái tâm của mình mỗi ngày nó đều bị những cái đối tượng của mắt, tai, mũi, miệng nó lôi mình, thì vậy thì ngồi thiền để làm cái gì? Để mình đừng để những cái đó nó lôi mình đi nữa, mà một thứ thôi là hơi thở của mình. Cho nên cái pháp tu căn bản nhất của sự thiền định đó là hơi thở. Còn khi nào mình vững chãi, mình an trụ được rồi, mình có khả năng an trụ rồi, bắt đầu mình tu quán. Mới đầu mình tu chỉ là cái gì? Không phải trễ nha. Này không phải tu chỉ là dừng. Chữ chỉ nghĩa là dừng lại, đừng có để tâm mình đi nữa. Một cái tu đó thôi là đã khó rồi, chứ đừng nói tu quán nữa. Thiền nó hai cách thiền, một là thiền chỉ, hai là thiền quán. Nhiều giờ mình quán chưa nổi,
Bởi vì sao? Bởi chỉ chưa được thì lấy gì quán, dừng chưa được thì làm sao soi. Thí dụ bây giờ nè, nói tôi rất muốn hiểu người tôi thương, nhưng mà không bao giờ chịu khó nghe người đó. Họ người đó mới vừa mở miệng nói là nín đi, nói nhiều quá tôi mệt ghê, thì mình không bao giờ hiểu được người mình thương. Phải ngồi yên để nghe thì mới có thể thấu được họ. Cho nên không dừng thì không bao giờ sâu sắc được. Cho nên cái người mà người ta có cái sâu sắc đó, không phải sâu sắc xấu nha. Người ta sống mà người ta có cái sâu sắc là do người ta có khả năng dừng tất cả mọi cái vọng tưởng. Ví dụ bây giờ tại sao mình điềm đạm được trước một cái người mà người ta hành khổ mình? Tại vì mình dừng được ngay cái khi mình giận. Mình dừng được. Cho nên chỉ cần mà cái gì nó sinh khởi là mình dừng lại được. Đó là tu chỉ đó. Nó nói tôi một câu, tôi định xây qua tôi nói lại đó, nhưng mà tôi dừng lại được. Tại vì tôi biết rằng mình đang trong khóa tu. Biết rất rõ như vậy là tu chỉ. Đó là thiền đó. Và không cần phải ngồi trên bồ đoàn này mới chỉ, mà bất cứ ở góc cạnh nào. Còn cái chuyện mình ngồi thiền để mình chỉ đó là mình kiểm tâm. Nó vừa phóng cái mình kéo lại, dừng đi, đừng có đi nữa. Cho nên trong bốn cách tu thiền, đi, đứng, nằm, ngồi, ngồi là thù thắng nhất. Mặc dù nằm vẫn là thiền, nhưng mà thiền nằm nó mau nhập định hơn là ngồi. Nhiều khi bữa nay là thức từ 5 giờ sáng đây mà giờ này cũng bắt đầu muốn nhập định rồi đó. Tại vì chương trình còn chứ thôi tôi cũng đi nhập định mất rồi đó. Thành thử ra bây giờ giới định tuệ. Định là sự vắng lặng, sự dừng lại. Cho nên có nhiều ở các nơi đó, người ta lấy ba cái tông chỉ làm cái logo, cái biểu tượng của ngôi chùa đó. Hay nói tóm lại, cái biểu tượng của Phật giáo có thể nói là giới định tuệ. Hòa thượng Làng Mai, sư ông Làng Mai gần đây sư ông đề nghị là niệm định tuệ. Tại vì niệm là chánh niệm, mà có chánh niệm thì không bao giờ phạm giới. Có chánh niệm thì mình không có làm gì hết. Cho nên chánh niệm là trái tim của sự tu tập. Và ở đây những gì chúng ta tu tập cũng không ngoài cái vấn đề chánh niệm. Thí dụ như mình ăn, và trong khi mình ăn, trong khi mình đi, trong khi mình nói, tất cả mình đều có ý thức hết. Ví dụ mình vô trong washroom á, mình phải có chánh niệm là cái washroom mình đang xài đây, không phải một mình xài. Mình vô trong này là 7 người kia ngoài ngồi chờ. Cái chánh niệm của mình là mình xong nhanh gọn mình đi ra, đừng có cầm cuốn báo vô đó ngồi enjoy. Mình có thói quen là cầm cuốn báo ngồi đọc sách trong đó. Mà có nhiều người nói Pháp Hòa là vô đó đọc tới đâu hiểu nhớ tới đó. Và có những người, người ta thích đọc báo ở trong đó. Cho nên thường thường trong mấy cái washroom mà những cái nhà sang sang hay có cái rổ báo ở trong mấy cái washroom. Nhưng mà mình phải cho chánh niệm là giờ phút này không phải là một mình một cõi, mà mình còn có những người khác chia sẻ với mình. Nhiều đó thôi. Thật sự ra cuộc mình sống chung, mình có chánh niệm, mình ý thức. Nói theo người đời là ý thức. Còn nếu theo Phật Pháp là có chánh niệm, mình đỡ làm phiền thiên hạ lắm. Mình đỡ làm phiền thiên hạ mà mình cũng không làm khó chịu lấy mình. Khi mà người ta bực thì người ta phải nói lại, mà ta nói thì mình nghe mình không vui. Cho nên thấy không, từ cái nhân, cái này có thì cái kia có. Tại vì mình vay thì người ta buộc lòng người ta phải nói cái kia, chứ đâu khi khổng khi không người ta nói đâu. Cái mình thấy tôi có chọc ghẹo gì đâu, tự nhiên đâu lại nói tôi không có. Mình có chánh niệm thì mình sẽ thấy rằng không bao giờ có khi khổng khi không. Có mình trong đó. Cho nên giới định tuệ nó là ba cái chân của một cái lư hương. Nếu gãy một chân thì cái lư hương đứng không có vững. Mình tu mà thiếu tuệ coi thì mình cũng không có soi sáng, không thấu đáo được gì hết. Bây giờ cái phẩm này nói như thế này. Phẩm nói về năm giới. Đại chúng nhớ năm giới không? Dễ quá phải không? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là nói căn bản nha.
chứ còn chi tiết của mỗi giới vân vân còn nhiều thứ lắm, nhưng mà ở đây là mình nói gọn năm giới. Năm giới là nền tảng của tất cả mọi giới, cho dù 250 giới của một vị tỳ kheo hay là 348 giới của một vị tỳ kheo ni cũng không ngoài năm giới này. Cho nên năm cái giới này là nền tảng của tất cả các giới. Vì vậy mà chúng ta đã chế tác lá cờ Phật giáo có năm màu. Cái năm màu của lá cờ Phật giáo tượng trưng cho năm giới căn bản này. Và chính cái màu cờ đó, xanh vàng đỏ trắng cam đó, chính là màu hào quang của Phật. Và lấy hào quang của Phật ra làm cái biểu tượng của lá cờ Phật giáo. Và nếu mà thế giới năm châu này giữ năm giới này thì quả thật là một cái thế giới an lành. Cho nên mình có năm cái nhỏ nhỏ sau năm cái lớn. Bây giờ phẩm năm giới đấy. Thiện sanh thưa bạch Đức Thế Tôn, những người nào được tam quy và những hạng nào không được tam quy? Tam quy là gì? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Bây giờ Phật dạy: thiện nam tử, nếu người tin nhân quả, tin chân lý, tin tự mình có thể được chánh đạo, người như vậy được tam quy. Mình được tam quy, mình nhận được cái pháp tam quy là nếu mình có tin nhân quả, tin chân lý và tin tự mình có thể được chánh đạo. Cho nên ở trong cái chữ tin đó, nó có sáu cách tin. Tin nó có sáu cách. Một, tin nhân tin quả. Hai, tin lý tin sự. Ba, tin tội tin tin mình tin người. Tin lý tin sự là sao? Mình tin rằng cái sự này nè, mình làm bên cạnh nó có cái lý, gọi là tin sự tin lý. Ví dụ như mình cúng hoa cho Phật là sự, nhưng mà trong cái sự cúng hoa đó có cái lý là nhắc nhở vô thường. Ví dụ vậy đó. Mình cúng trái cây cho Phật là sự, nhưng mà nhắc nhở cho mình đạo lý của nhân quả, đó là lý. Mình cúng cây hương cho Phật là sự, nhưng mà nhắc mình là giới hạnh của một người, đức độ, đức hạnh của một người là hương. Cúng đèn là sự, lý là gì? Trí tuệ khai thông. Cúng nước là sự, lý là gì? Là tâm thanh tịnh vắng lặng. Lần chuỗi là sự, nhưng mà lý là gì? Là cột cái tâm. Như vậy thì người sống trên đời phải có cái tin đó, tin lý tin sự. Thí dụ như người ta bất chấp, người ta chấp, ta nói tôi không có tin sự, đó là chào cờ là sự, chào cái lắm vải mà. Nhưng mà hồn thiên quốc gia dân tộc đó, nó nằm trên cái tấm cờ đó, cái lý. Cho mình tin là phải tin lý tin sự. Người có tin tam quy nghĩa là có tin pháp, mà nhân quả có phải nằm trong pháp không? Pháp. Cho nên người có tin nhân quả nghĩa là tin pháp, mà có tin pháp là tin người nói pháp, là tin Phật. Và tin những người sợ nhân quả, cho nên người ta mới lo tu tập tạo nhân tốt để được cái quả tốt. Cho nên tin nhân quả là đã có tam quy. Tin người nói cái đạo lý nhân quả cho mình nghe, tin cái đạo lý nhân quả và tin cái người hành trì nhân quả, đó là tin tam bảo. Tin chân lý là gì? Chân lý là lẽ thật. Ví dụ như là tứ diệu đế, bây giờ nói một đế thôi, khổ đế. Khổ đế có phải là lẽ thật không? Khổ có mặt ở trên đời này, mình tin cái đó là thật thì sao? Vì mình biết khổ có thật, cho nên sao? Không dám tạo nhân khổ. Ngay cái tin chân lý thôi cũng đã có nhân quả trong đó. Vì vậy trong cái tứ đế đó, khổ là cái quả, còn tập là cái nhân mình tạo cái quả. Tự tin mình có thể được chánh đạo, có nghĩa là mình có thể vượt được cái khổ nếu mình tu theo cái con đường chân chánh. Thưa đại chúng, mình đi khóa tu vậy nè, đừng nghĩ sâu xa là thành tiên thành Phật gì hết, cứ nghĩ đơn giản thôi. Mình
mình tịnh cái tâm mình lại để mình có đủ trí tuệ hay đủ an lạc hay đủ khả năng để vượt những ngày sống ở cuộc đời. Đơn giản gì đi để mình tới khóa tu chỗ này nhẹ nhàng. Ví dụ mình an lạc được vậy nè, mình về nhà mình hiểu được Phật pháp, mình thấu được, mình thấy rõ tất cả các pháp xung quanh của mình. Người nào họ có những tánh tình gì mình cảm thông được, tại mình thấy được cái nhân quả, cái chân lý. Cho nên người nào có tin nhân quả, tin chân lý, tin chánh đạo thì tự nhiên tự tin mình, thì người đó tự khắc được tam quy, quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Nếu người chí tâm kính tin không thối hoại, gần gũi tam bảo, giữ gìn lời dạy của bạn lành, người như thế được tam quy. Giới ưu bà tắc cũng như thế, nếu có thể quán sát giới ưu bà tắc kia có vô lượng công đức phước báo và tiêu diệt được vô số pháp ác, chúng sanh không hạn lượng, thọ khổ cũng vậy. Trong này nói á, người mà quán sát ưu bà tắc kia có vô lượng công đức phước báo, tiêu diệt được vô số pháp ác. Người có giữ giới là tự nhiên tất cả các pháp ác nó mất. Chúng sanh không hạn lượng, thọ khổ cũng như vậy. Quý vị thấy rõ ràng chúng sanh không hạn lượng mà chỗ thọ khổ cũng vô hạn lượng. Đây là bây giờ mình ngồi đây là mình, thí dụ bây giờ mình ngồi đây 80 người, thì 80 cái khổ đó, ngồi đây 80 cái khổ đó. Thí dụ như mỗi có thể là 2-3 chị ngồi lại với nhau, nó tu khổ chồng, nhưng mà mỗi người khổ chồng kiểu, tu khổ con, mỗi người khổ kiểu. Cho nên chúng sanh hạn lượng, chỗ thọ khổ cũng vô hạn. Nội cái ăn thôi, cùng một lên mâm cơm thôi, mà mỗi người ăn kiểu, mỗi người cảm thọ kiểu. Người mà ăn cay ngon, trời chà, món này thiệt ngon, cay đúng mức. Ăn cay không nổi, trời ơi làm cái gì mà cay quá muốn giết người hả? Cái cay thôi. Mình ăn cay không nổi là bắt đầu mình la làng lên. Người ăn cay được thì người mà ăn cay mà tới bến nữa, làm gì này thiếu cay là không ngon, thằng đó đi kiếm ớt cho vô. Chúng sanh vô hạn lượng, thọ khổ cũng vậy. Khó được thân người, dù được thân người khó vẹn toàn các căn. Thân người khó được, mà được thân người mà các căn toàn vẹn cũng khó lắm à. Mắt tai mũi miệng thân mà toàn vẹn khó lắm. Mặc dù đủ các căn, khó có lòng tin tưởng đạo đức. Hay không? Có nhiều người đủ 6 căn nhưng mà biểu họ tin tin đạo đức không có tin đâu. Thậm chí họ bài xích nữa. Đời này không có đạo đức gì hết đó. Tôi không có tin ai hết đó. Tôi tin tôi thôi. Và thậm chí không muốn làm phước làm lành, không muốn sống, nghĩa là không tin trời Phật thánh thần nhân quả tội phước gì hết. Dù được thân người khó vẹn toàn các căn, mặc dù đủ các căn khó có lòng tin tưởng đạo đức. Tuy được lòng tin ít khi gặp bạn lành. Có nhiều khi mình lòng tin nhưng mà bạn lành khó gặp. Toàn là gặp những bạn bàn ra không. Những bạn mà bàn vô thấy ít quá mà bàn ra. Dù gặp bạn lành khó được tự do. Có nhiều khi mình gặp bạn lành khuyên tu nhưng mình không có đủ cái tự do để mình đi như vậy. Mình thấy người ta tu sao dễ quá, tao muốn đi tao đi, còn mình muốn đi rất là khó. Có một cái em đó, nó nói như thế này. Nó nói là nó đi được đến với một cái khóa tu đó, rất là cực. Thậm chí có những người phát tâm ghi danh quy nha. Mà lạ cái hễ mà bữa nào mà vô được tới chùa quy y á, gặp cái bữa đó chùa cancel không quy y. Rồi bữa nào rồi cái nó đi qua chùa khác nó ghi danh quy y, cái nó đi danh đường cái xe trễ nó tới quy y xong rồi. Mà 5 lần 7 lượt như vậy quy y không được. Có khi là đăng ký xong rồi, ngày tổ chức rồi bắt đầu bệnh, đi không được. Mà không ảnh không đương sự bệnh thì người nhà có việc đi không được. Đó, ai em nó mới tâm sự hoài. Thật sự quý thầy nhiều khi gặp, mình gặp được tất cả pháp lành rồi nhưng mà sự tự do không có, mình bị chướng ngại. Cái đó gọi là chướng duyên. Có những cái duyên nó chướng mình. Thí
thí dụ như có nhiều người đi khóa tu đi chứ, đi là đi miễn cưỡng. Có một người ở nhà không vui, mình biết về nhà là mình sẽ đối diện với hình ảnh diện viên vương trong vòng một tháng. Nhưng mà giờ thôi, nghĩa là có nhiều người bất chấp, thôi đi đã. Nhờ tu đi xong bào chữa nha, nhờ đi tu đường về mới về chịu nổi đó. Mặc dù được tự do nhưng các pháp không thường. Có nhiều khi mình được cái tự do nhưng mà không thường được như vậy. Hoặc là mình tới nhưng mà cái nơi chốn đó nó không thuận duyên để mình được cái sự tu tập đó. Cho nên mình thấy đời này mình tu tập mà mình được một cái may mắn mà thuận lợi mọi thứ không phải đơn giản đâu. Tại vì mình thuận quá mình không thấy gì đặc biệt đó. Chứ những người mà người ta cầu mong được một ngày một buổi như mình thôi mà ta không được. Bởi nhân duyên ấy điều ác của thân ta nay nếu tạo ác nghiệp, nhân ác nghiệp ấy thân tâm mắc ác báo trong hai đời. Trong hai đời là hiện tại vị lai đó. Bởi nhân duyên ấy điều ác của thân khẩu ý, tức là kẻ thù của ta. Cái thân, cái miệng, cái ý của mình nó thường hay hại mình lắm. Nó hại là sao? Nhiều khi mình không muốn nói nhưng mà tự nhiên khiến sao phải nói. Có nhiều khi mình nói sao biết không? Tôi nói rồi, tôi không định nói mà sao khiến nói. Cho nên nhiều khi mình sanh thù chuốc oán. Giả sử ba nghiệp ác không mắc ác báo, nhưng nghiệp ác trong hiện tại cũng không nên tạo. Thí dụ bây giờ mình tạo, đời này mình không thấy có gì sai, nhưng mình phải cẩn thận, cũng không nên dùng ba cái nghiệp của đời này mà tạo những cái nghiệp cho đời sau. Ba nghiệp ác ấy không trong hiện tại có thể sanh sắc xấu xa, đến lúc chết khởi tâm hối hận. Vì nhân duyên ấy ta thọ tam quy và tám trai giới, xa lìa tất cả nghiệp ác và nghiệp bất thiện. Bây giờ Phật nói, người trí nên quan sát giới có hai thứ. Một là giới thế gian, hai là đệ nhất nghĩa. Bây giờ mình giải thích cái gì gọi là giới thế gian, cái gì gọi là đệ nhất nghĩa. Theo cái nghĩa thường á, giới thế gian có nghĩa là những cái luật giới mà nó căn bản phổ thông. Dù cái người đó có là Phật giáo hay không Phật giáo, cái giới đó nó vẫn áp dụng chung cho tất cả mọi người. Ví dụ ăn cắp, tu không tu gì không cần biết, anh Phật giáo không Phật giáo không cần biết, nhưng mà hãy anh phạm tội ăn cắp nghĩa là anh phải bị pháp luật trừng trị. Ví dụ vậy đó, thì cái đó là thế gian giới. Hay nói cách khác là những cái giới mà mình thấy được trong hiện đại. Nhưng mà đệ nhất nghĩa là gì? Đệ nhất nghĩa là cái giới đó nó chân lý, nó siêu việt. Cái đó không bình thường. Ví dụ như nhiều khi mình chưa có làm nhưng mình khởi cái tâm, đâu ai biết đâu, nhưng mà trong cái tâm ý mình có khởi. Cho nên trong Phật Pháp nó có hai cái từ, một là chân đế, hai là tục đế. Tục đế còn gọi là thế gian đế, còn chân đế còn có được gọi là đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế hay là chân đế nghĩa là gì? Là cái này là hay nhất, siêu việt nhất, nó vượt ngoài những cái lý luận bình thường. Những cái từ ngữ ở trong thế gian mình bình luận đó là thế giới, thế gian. Còn có những cái từ ngữ bình thường nói không được. Nếu nương tam bảo thọ giới, ấy là ở thế gian. Giới điều như vậy không được bền chắc, như màu vẽ không có keo. Vì thế nên ta trước phải quy tam bảo. Đó. Bây giờ ví dụ ha, tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Cái này là đệ nhất. Nhưng mà cái giới mà ở thế gian á, mình nương tam bảo để mình thọ giới. Thí dụ như mình quỳ trước Phật á, hình tượng Phật, rồi mình nói con xin quy Phật, mình nghĩ là mình nương tựa cái tượng Phật vậy đó. Rồi mình nương tựa quyển kinh, mình nương tựa một thầy. Nhưng cái này Phật nói nó giống như màu vẽ của thế gian thôi,
Tại vì tượng Phật có thể mất. Ví dụ như cháy nhà, tượng gỗ cũng cháy, tượng đồng cũng cháy, tượng đá thì bị đen thùi, tượng gỗ thì bị thiêu rụi, tượng giấy thì bị cắt, tượng đất sét thì nước nó ào vô rồi cũng rã. Cho nên quyển kinh cũng thế, người ta không thích, người ta có thể xé quyển kinh bỏ. Ông thầy đó có thể ông tu một thời gian, ông không tu nữa, ông ra đời cũng có, ông chết đi cũng có. Cho nên tam bảo thế gian là tạm, còn xuất thế gian tự tánh này nè, Phật ở trong mình, Pháp ở trong mình, Tăng ở trong mình, cái tam bảo này nó không có tướng. Vì không có tướng cho nên bất diệt. Còn cái tam bảo thế gian như tượng Phật, quyển kinh, một vị thầy, đó là tam bảo thế gian. Nhưng mà trước hết mình nương, mình nương cái thế gian đó để mình thọ tam bảo. Nhưng mà trong tâm mình biết đây là cái pháp thế gian, nhưng mà không có không được. Bởi vì phải có cái đó để làm cái điểm tựa cho tâm mình. Ví dụ mình biết là tượng Phật này made in Canada, và do mình đóng góp mình tạo tượng Phật, mà sao giờ mình lại quỳ lại quá trời vậy? Mà nếu mà nói cho đúng ra mới có 1 năm à, 2 năm à, ví dụ vậy đó, thì mình biết rằng, nhưng mà không thể không nương. Cho nên đứng trước Phật chấp tài xá, mượn cái tượng làm cái biểu tượng cho mình xá. Thì giây phút mình xá đó đó, mình mượn cái tượng Phật đó, giây phút mình xá như vậy, giây phút mình lạy như vậy, là mình trở về được với cái tâm khiêm cung, hạ mình, cái tâm thanh tịnh. Nếu mà mình nhìn lên Phật, mình thấy nét Phật diệu hiền, cái tự nhiên tâm mình cũng lắng xuống. Nhưng mà nếu mà lỡ mà tượng Phật xấu quá, mình nhìn mình nói trời tượng gì xấu quá. Mà cứ mỗi lần mình nhìn tượng Phật là tâm mình phải tượng gì xấu quá. Mặc dù mình đi 20 lần, 30 lần, 1000 lần mà tượng Phật không đẹp, mà là 1000 lần mình nhìn lên nó tượng Phật xấu quá. Mà nếu mà mình nhìn tượng Phật trang nghiêm thì khởi tâm sao? Phật trang nghiêm quá, Phật đẹp quá. Như vậy thì cái tượng đó là cái biểu tượng để mình khởi cái tâm. Thì nhìn cái hình tượng để mình đưa vô cái tâm mình. Một cái tâm mình có Phật là đệ nhất nghĩa, còn cái tượng Phật là thế gian. Quý vị thấy được chỗ đó không? Phật đó có nói được không? Không nói được, không diễn tả được. Ví dụ như mình ngồi mình tụng kinh, đó là thế gian pháp, ngồi tụng thời kinh như này. Nhưng mà cái người mà ta thấu được lời kinh, ta an lạc lời kinh, không có diễn tả được. Chân lý đệ nhất nghĩa, nói không được. Ví dụ hồi sáng này mà ai không phu sáng đó, tụng cái bài mà sám nguyện đó, trang nghiêm đài sen ngự tọa đại hùng từ phụ Thích Ca đó, cái bài rất là hay. Mà hồi sáng này mà đẩy chúng tụng đều đặn, không nhanh không chậm, tiếng mõ vừa chừng tụng rất là hay, mà tụng rất là thấm. Hay là mình quán tưởng về, mình niệm về 4 điều đó. Thí dụ như mình nói Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng được cúng trên đời vậy đó. Hay không? Diệu pháp của Thế Tôn là con đường mà chúng con đang thực tập đi theo. Thí dụ vậy. Cho nên khi mình tụng mà mình thấy tụng tới đâu mà thấm tới đấy. Cái thời gian mình tụng đó, đó là thế gian, phải không? Thế, tụng tiếng hồ sao thời kinh xong. Nhưng mà cái chữ nghĩa, lời lẽ trong kinh nó lưu lại trong tâm mình, không phải chỉ một ngày đó, mà sẽ lâu dài về sau. Thì cái đó là đệ nhất nghĩa. Tụng thời kinh tiếng đồng hồ là đã qua, nhưng mà những lời kinh, ý tứ đó nó còn lưu lại trong tâm mình. Nếu nương tam bảo thọ giới, ấy là giới ở thế gian, giới điều như vậy không được bền chắc, như màu vẽ không có keo. Vì thế nên ta trước phải quy tam bảo rồi sao mới thọ giới. Cho nên quý vị nhớ, 5 giới nó chỉ có tác dụng trên người sống thôi. Người sống mà chết đi rồi là 5 giới này sao? Hết tác dụng. Sống rồi chết rồi làm gì có sát sanh, chết đâu có trộm cắp, chết đâu có tà dâm, chết đâu có nói dối, chết đâu có uống rượu. Cho nên 5 giới này mình thọ đó, sau khi mình chết rồi là 5 giới này xong. Nhưng cái pháp tam quy thì sao? Không bao giờ mất. Cho nên phải quy tam bảo. Đời nào kiếp nào mình sanh ra, giống như quý vị đời nay mà trở về chùa quy tam bảo, đây là gì biết không? Này là renew, refresh,
Chứ mình đã từng quy y Tam Bảo rồi, cho nên đời này mình mới được gặp Tam Bảo mà phát tâm như vậy. Có nhiều người, người ta nghe chữ Tam Bảo, người ta nói Tam Bảo là cái gì? Tôi chỉ thích hột xoàn là một thứ báo. Chứ còn tôi không thích Phật, Pháp, Tăng. Có thậm chí có nhiều người còn nói tôi không thích nghe mùi chùa. Nghe cái ngửi cái mùi chùa cũng không thích nữa. Này mình biết là người này chưa có hương khói, chưa có Tam Bảo. Cho nên không, hương linh quy Phật, hương linh quy Pháp, hương linh quy Tăng, Tam Bảo thôi. Tại sao? Tại vì hương linh mất rồi. Hương chỉ refresh lại cho hương linh là hương linh đừng quên, hương linh đã quy y Phật và sẽ quy Phật, ví dụ vậy. Chứ không ai lợi ngay xác chết nói hương linh nhớ đừng sát sanh nghe không. Nếu mà ông ngồi dẹp nói sát gì nổi nữa. Khi mình chết năm giới hết, nhưng mà pháp tâm quy còn. Cho nên tại sao mỗi ngày mình phải tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, để cái đó nó đi sâu trong tâm mình. Bất cứ lúc nào mình tụng kinh thời nào cũng tam quy hết, là để cái pháp tam quy đó mãi mãi nó ở với mình. Hay lắm. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa đến Tam Bảo và chắp tay Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Muốn gọn là đọc vậy: Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Lúc nào cũng niệm Tam Bảo thì mình không bao giờ mình mất Tam Bảo. Đi vòng vòng rồi hồi đưa đẩy cũng vô, dính vô Tam Bảo. Hoặc trọn đời thọ giới, hoặc một ngày một đêm, ấy là pháp bát quan trai của U Bà Tắc. Vả lại, giới điều ở thế gian không thể tiêu trừ nghiệp dữ đời trước, thọ tam quy giới thì được trừ diệt. Mặc dù có tạo tội nữa cũng không mất giới thể. Quý vị thấy cái tầm quan trọng của tam quy. Chứ con nít đó, nó chưa có ý thức, nhưng mà vẫn cho nó quy y. Quy y cho nó để làm gì? Để nó gieo cái chủng tử Phật Pháp cho nó. Rồi mai mốt nó lớn, nó 13, 14 tuổi, nó có ý thức, nó thọ giới sao. Nhưng mà nó nhỏ vẫn đem nó lên cho nó tam quy, để cho cái ý thức, để cho cái chủng tử, cái nhân duyên Phật Pháp gieo trồng với nó. Là bằng chứng nha, có những người mà sanh con ra rồi chưa dẫn nó đi chùa, nhưng mà từ lúc trong bụng mẹ là cứ nghe băng giảng, nghe thầy đó giảng. Nó lớn lên ở nhà cũng nghe giảng, nó dẫn nó lên chùa nó nghe tiếng ông thầy, nó không có khóc. Tại vì nó nghe tiếng này quen quen. Đó, là chủng tử, cái tiếng nó làm chủng tử. Có con bé Harrison, nó chạy nó qua đây được một hai lần vậy, mà giờ nó gặp Pháp Hòa hỏi ai đây? Thầy. Là vậy vì mẹ ba ở nhà hay mở băng, mà mỗi lần nghe nó nói thầy thì cái chữ thầy đi vô tâm đó. Mấy đứa cháu Pháp Hòa mà nó lên mà nó đi ngang chánh điện chỉ vô phòng thầy's room, thầy's room, phòng của thầy. Chứ cái chủng tử mà. Bây giờ quý vị hỏi con anh Sang nè, nó lên hoài hỏi chỉ biết thầy không? Thầy Pháp Hòa nó biết. Tại vì thế đó, hằng ngày nó tiếp xúc, lâu lâu nó thường lên là nó tiếp xúc với Tăng Bảo. Bây giờ nó không biết gì hết, nhưng mà kêu xá thầy đi con lại biết chắp tay vậy nè. Chứ nếu mà cái đứa mà nó chưa bao giờ lên thì kêu xá thầy nè, nó hỏi xá lại gì. Còn cái đứa nó thường lên rồi nó nghe cái chữ xá thầy đi con, rè riết nó quen. Cho chủng tử của nó. Chứ mình đừng có tưởng là đời này mình mới gặp Phật Pháp nha. Đời này mình còn ngồi đây giờ phút này là biết là gặp nhiều rồi đó. Nhưng mà tại vì mình còn sao biết không? Mình trước kia cũng ở cõi trên đó. Nhưng mà là ở làm mất cái đèn gì đó. Như cùng Phật nói tội có hai thứ. Tánh tội và giá, xin lỗi, tội có hai thứ, tánh trọng và giá trọng. Hai cái từ này nữa phải cần giải thích. Tánh trọng là gì? Cũng như mình nói là cái tánh trọng là cái giới chung. Còn cái giá trọng là những cái giới riêng đặc biệt trong Phật giáo. Pháp Hoài tạm giải thích vậy để cho đại chúng có khái niệm. Ví dụ, không giết người
Đâu phải chỉ riêng đạo Phật mới cấm không cho giết người đâu. Luật pháp của tất cả các quốc gia, không có quốc gia nào mà cho người dân được quyền giết người hết. Thì cái này gọi là gì? Tánh tội hay là tánh trọng. Trọng là gì? Là nặng. Còn giá trọng là gì? Tức là những cái này nó nằm ở trong cái phạm vi mà, thí dụ mình đạo Phật thì cái phạm vi đó thôi. Pháp Hòa ví dụ ha. Ví dụ như là không được một vị tỳ kheo không được chặt cây vô cớ. Mễ vậy đó mà ổng buồn buồn rảnh giác cây ổng chặt tùm lum á, mà nhất là chặt trong khi mà khởi sân nữa là phạm lỗi. Chút xíu mình sẽ kể cái chuyện đó, nó có dính trong này cậu. Bây giờ tánh trọng và giá trọng là đại chúng tạm hiểu vậy đi. Hay là mình nói ví dụ vậy nè. Trong luật giới nói là không được ăn phi thời. Nhưng mà cái phi thời này nó thuộc phạm vi gì? Phạm vi Phật giáo thôi. Nó phạm vi Phật pháp thôi. Chứ giờ đem mà luật ra mà nói anh này phải bắt ảnh vô tù là tội anh ăn khuya. Không có ai mà ăn khuya đâu có dính dáng gì. Thì cái thuộc cái giới này thuộc gì? Giá trọng. Tại vì nó phạm trong cái phạm vi Phật pháp. Vì sao? Vì Đức Phật là bậc thầy của mình, và Đức Phật thấy được cái không lợi của ăn khuya, thì Đức Phật khuyên mình không ăn khuya, và thậm chí chế thành cái giới. Bây giờ nếu như mình đồng ý, mình nhận Phật làm thầy, nhận cái pháp này là pháp tu của mình, thì mình không ăn khuya. Ví dụ vậy đó. Mình ăn khuya thì mình phạm lỗi. Vì phạm lỗi là phạm lỗi ở trong phạm vi cái này thôi, thì cái này gọi là giá tội. Nhưng mà ăn khuya nó không có phải là cái tánh tội. Nhưng mà giết người là tánh tội, trộm cắp là tánh tội. Ví dụ như uống rượu, nó không nằm ở trong tánh tội mà nó nằm ở trong giá tội thôi. Vì xã hội người ta vẫn uống rượu mà. Chỉ có điều là người ta cấm uống rượu say mà lái xe. À, hay là uống rượu say mà hành hung. Trong Phật pháp nói uống rượu có 36 lỗi. Uống rượu có 36 lỗi. Và người uống rượu có thể tạo ra những cái tội thì chưa, mà cái lỗi lầm mình uống rượu thì cái tội nó sẽ sanh. Vì khi mình mất đi cái tỉnh của mình. Cho nên Phật mới nói, trong luật giới nói rượu là chất say người. Rồi bây giờ bán rượu có tội không? Nếu mà theo luật pháp thế gian bán rượu có tội không? Không. Nhưng mà trong phạm vi Phật pháp thì bán rượu có tội, có lỗi. Vì anh bán cái chất làm say người. Vậy thì nếu anh là Phật pháp, anh là Phật tử, anh không nên làm cái đó. Thì cái này nó thuộc phạm vi đức tin của mình. Giải thích tạm vậy, hiểu chữ gọi là tánh trọng và giá trọng. Bây giờ Phật nói nè, hai thứ tội ấy lại có nhẹ nặng khác nhau. Hoặc người mang, hoặc người từ tội nặng lại tạo nhẹ. Tội nhẹ mà khởi nặng. Bây giờ Phật đưa hai nhân vật. Như Ương Quật Ma La thọ giới ở thế gian, Y Bát La Long Vương thọ giới đệ nhất nghĩa. Hồi nãy Pháp Hòa giải thích rồi. Giới thế gian tức là giới thông dụng. Đệ nhất nghĩa là nó thuộc phạm vi của Phật pháp. Thì bây giờ Phật đưa hai nhân vật nào. Ương Quật Ma La thọ giới thế gian. Ai có biết ngài Ương Quật Ma La là ai không? À, ông vô não đó. Và cái giới của ngài thọ là giới không sát sanh, giới không giết người. Đó là giới thế gian rồi. Tại vì tất cả mọi ai cũng phải đồng ý cái chuyện không sát sanh. Thì trong này mới nói là Ương Quật Ma La thọ giới ở thế gian. Nhưng mà ngài có phạm giới không? Có. Bằng chứng là ngài đi đâu? Ngài chặt lóng tai của người ta để xỏ sâu làm chuỗi đeo đó. Nhưng mà Y Bát La Long Vương thọ giới đệ nhất nghĩa. Cái này phải kể câu chuyện. Ương Quật Ma La thì đại chúng biết rồi. À, đi theo mà ngoại đạo tu tập, bị ngoại đạo hướng dẫn sai là chặt.
100 cái ngón tay xỏ thành một sâu chuỗi đeo để thành được gọi là thành Phật, hay là thành những cái gì tiên Phật gì đó. Y Bát La Long Vương là có một câu chuyện như thế này. Vào thời của Đức Phật Ca Diếp, có một vị tỳ kheo ngồi tu trong rừng. Thì cái vị tỳ kheo này ngồi thiền trong rừng, thì ở gần cái chỗ ngài ngồi thiền đó có một cái cây cổ thụ tên là cây Y Bát La. Thì cái cây này những cái nhánh của nó chĩa ra, thì mỗi khi gió thổi thì những cái nhánh cây nó quẹt vô mặt của cái vị tỳ kheo đó. Ổng ngồi, ổng chịu đựng một hồi, ổng mới động cũng chịu đựng lắm, nói ráng kệ chịu nó đi không sao. Ổng ngồi hồi nó cứ quẹt mặt ổng hoài, ổng nhột nhạt, ổng ngứa ngáy, rồi ổng đau, ổng khó chịu quá, ổng đứng dậy. Ổng đứng dậy, ổng tức quá, ổng chạy đi vòng vòng chùa, ổng kiếm một cái cây cây mát, chặt hết nhánh nhỏ nhánh to của cây, ổng đốn chặt ráo hết. Chặt xong rồi ổng mới nói: "Ơi ông Phật Ca Diếp ơi, ông chế làm chi cái giới, nó là cái cây vô tri vô giác, chặt nó có cái gì tội đâu mà ông chế giới là chặt cây có tội." Thì do cái tội chặt cây bằng cái tâm sân hận, phá giới bằng tâm sân hận, cho nên á, sau này đọa làm một con rồng. Thì con rồng này có 7 cái đầu, thì trên mỗi cái đầu mọc một cây Y Bát La. Cho nên 8 ông Long Vương, có một ông Long Vương tên là Y Bát La Long Vương. Y Bát La Long Vương là bởi vì cái con rồng này trên đầu nó có mọc một cái cây. Và cái nhân quả mọc cái cây đó là vì trước kia là một tỳ kheo, một vị xuất gia tu, nhưng mà chặt cây là do sân tâm mà chặt. Quý vị nhớ là ông Uất Đầu Lâm Phất là người thầy đầu tiên của Thái tử Sĩ Đạt Ta khi mà ngài xuất gia làm đạo sĩ, làm người tu, thọ giới với ngài Uất Đầu Lâm Phất. Uất Đầu Lâm Phất á, do chạm vào thấy được cái thân tướng người nữ mà ông khởi tâm ham muốn, cho nên ông mất thần thông. Ông mất thần thông rồi ông buồn quá, ông đi vô trong rừng, ông ngồi thiền. Thì những con chim trên cành mà nó hót á, ông cũng cảm tưởng như tụi nó đang tỏ tình tán tỉnh với nhau, cho ông bực bội. Ông bỏ khu rừng đó, ông đi xuống bờ suối ông ngồi. Thì trong khi mà ông xuống bờ suối như ngậy ngồi đó, thì ông thấy cá nó bơi lội. Mà cái người mà người ta tĩnh lặng là người ta có thể nghe được cả cái tiếng cá nó bơi lội dưới. Ông nghe cái tiếng cá bơi lội và cái tiếng nói gì của nó đó. Ông nói cái loài cá này nó quấy rầy ông tu tập. Ông thề, ông nói: "Tao đời sau tao làm một cái con chồn biết bay, tao sẽ ăn hết tụi bay." Do cái lời thề đó mà Uất Đầu Lâm Phất hết cái phước cõi trời, thì đọa xuống làm một con chồn biết bay. Và cái con chồn này nó chuyên môn ăn cá, mà trong kinh gọi là con phi ly. Ly là con chồn, phi là bay. Phi ly là con chồn biết bay là do cái lời thề độc của mình. Cho nên từ đó về sau có ai nói đại chúng là mình không được thề độc, và thậm chí không được thề. Phật tử là không có thề thốt, mình thề thốt là không đúng. Cho nên ở trong này nói, tại sao Uông Quật Ma La thọ giới ở thế gian, Y Bát La Long Vương thọ giới đệ nhất nghĩa? Bởi vì Y Bát La Long Vương đời trước là một tỳ kheo mà thọ cái giới là không được chặt cây vô cớ. Mà bây giờ ông này chẳng những chặt cây mà chặt bằng cái tâm gì? Sân hận. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình đang ngồi thiền có con muỗi nó đậu, mà do có thói quen mình lỡ mình định quẹt nó, nhưng mà mình mạnh tay quá mình quẹt con muỗi lằn nó chết, do mình vô tình thôi, thì cũng có lỗi đó, nhưng mà không mắc quả báo nặng. Chứ còn mình đang ngồi mà nó tao ha, một lát là đập mày chết nghe chưa, khởi tâm. Thành thử ra con muỗi nó vừa đậu xuống là mình cố tâm, mình lấy một cái chưởng, mình chưởng nó một chưởng, chưởng nó một chưởng xong hí mắt rồi mày chết chưa.
Rồi thậm chí còn lấy tay khều khều coi con mũi này for sure nó chết không, mà nếu mà nó còn nhúc nhích mắt nó một cái nữa thì cái đây rõ ràng là mình đập mũi bằng cái tâm tâm sân. Vậy thì cái này phạm tội này là cái này là tội này. Trên thế gian đập mũi có tội không? Không, luật pháp thế gian không cấm. Nhưng mà trong giới luật của Phật pháp là chúng ta không được sát hại dù con kiến, con muỗi. Thí dụ vậy đó, không được cố tâm giết nó. Thí dụ như nó đậu trên đầu mình lỡ tay, mình lấy cái tay mình phủi nó chết thì cái chuyện đó là vô tình. Nhưng mà mình cố tâm mình giết nó, có thậm chí con muỗi nó đang bay vòng vèo vậy nè, mình rượt nó. Nó cố tâm rồi. Mày chết mày nghe mày. Mày quấy rầy tao ngồi thiền hả mày? Con ruồi nó đậu, rước nó. Và thậm chí coi mày ở đâu tao đập cho mày chết. Mày là cái con dơ giấy nhất là làm hư đồ ăn tao. Còn ví dụ mình lấy cái mình lấy cái gì? Mình lấy cái bao ni lông á, mình cố tình mình chụp nó lại để mình đem ra mình rải. Nhưng mà mình do mình ham thích mình chụp nó quá, chụp sao làm cái bụp chết ngắt nhỏ luôn. Thì cái này là vô tình. Thật ra trên thế gian á, đập ruồi không có tội, đập mũi không có tội. Nhưng mà ở trong Phật pháp, khi mình khởi tâm mình giết một con vật nhỏ thì nó cũng đều là từ cái tâm cố ý sát hại. Cái này là ở cái trường hợp là mình nuôi dưỡng lòng từ bi tới cái mức tuyệt đối. Trong luật Sa Di còn nói mùa đông mà có rẹp phải bắt con rẹp bỏ trong ống tre cạo mồ hôi nuôi nó. Tại vì ngày xưa trên núi lạnh thì mình mặc đồ ấm nhiều lắm, rồi đâu có tắm thường đâu, rồi đồ đạc mình nó ẩm ỉ ẩm thì nó dễ sanh những con rẹp. Mà mình thì có thói quen là bắt rẹp giết. Thôi đừng nó rẹp hay chí. Trời, Việt Nam thấy người ta ăn chí không? Tứ chí bỏ miệng nhai. Thậm chí mà bắt được con chí là giết nó mà phải nghiến răng. Mày làm tao ngứa hả mày? Nữa là mình ở Việt Nam ta bán một cái cây lược gọi là lược dày. Lược nó có hai loại, lược thưa là chải tóc thường thôi. Lược dày để làm gì? Để chải trí. Người nào mà lược dày là gì biết không? Mấy đứa nhỏ không biết đâu. Lược dày là cái lược nó khích khích với nhau vậy nè. Để dành mình chải lên tóc đó là nó dính mấy con trí ở trên cái tóc của mình đó. Rồi mà mỗi lần mà tước xuống về mà thấy con trí nào bự là khoái lắm. Trời, giết cái cá rụp. Chí nó cũng có chí đực, chí mén. Hồi nhỏ cũng kéo nhau ra bắt chí chơi. Thành thử ra mình thấy là nếu đứng trường hợp mình giết chí, giết rủi, giết mũi, giết ruồi, nó không nằm trong thế gian giới bởi vì luật pháp. Nhưng mà nó nằm ở trong đệ nhất nghĩa giới. Nghĩa là anh, nếu mà nói trên cái phương diện sát sanh thì tuyệt đối bất cứ con gì mình cũng không nên giết. Đó là đệ nhất nghĩa của giới sát sanh. Nhưng mà ở cái từng bậc tu thì sao? Đầu tiên đừng giết người, kế đó đừng giết những con vật lớn như con bò, con trâu, rồi từ từ mới không giết những con vật nhỏ như con gà, con vịt. Rồi nhỏ nữa là bắt đầu mới cái kiến, trùng, vân vân. Thì mình nói vậy thì nói trời ơi, thì đã nói là đệ nhất rồi, phải không? Đệ nhất rồi, cũng giống như mình nói là đệ nhất nghĩa còn có nghĩa là ba la mật. Ví dụ mình nhẫn người ta tới ba lần mình chửi nó, trên thế gian có gì sai hết á. Nói chửi anh chửi lại là đúng. Nhưng mà nếu anh tu tới đệ nhất nghĩa nhẫn nhục, nghĩa là ba la mật nhẫn nhục, đừng nói, nhẫn tận cùng bằng số, đâu phải dễ. Nhưng mà nếu anh làm được cái đó thì mới gọi là đệ nhất, hay là chân lý, hay là ba la mật.
Ví dụ như ăn cắp, nó thông giới rồi, nó là tất cả mọi người trên thế gian này, không một quốc gia nào cho người dân được quyền ăn cắp ăn trộm, thì cái này là thế gian giới. Nhưng mà nếu mà cái thế cái giới này mà nó đi vô trong Phật pháp á, nó sâu hơn là một cây kim, một sợi chỉ cũng không được, trốn thuế qua đò cũng không được. Hồi xưa là qua đò hay ăn gian, thấy đồng đồng nhảy giọt lên. Còn giờ ở đây là đổ xăng á, đổ xăng mà mấy chiếc xe nào nó thuận đường mà lái luôn là nó đổ xong nó giọt đi luôn. Cho bây giờ có những cây xăng là bắt phải trả tiền trước mới cho đổ xăng. Nhất là những cái cột xăng nào mà nó dễ dàng cho người ta tẩu á, là nó không bao giờ nó cho mình đổ mà trả tiền, bắt buộc phải trả tiền trước. Cho nên để nhất nghĩa là vậy. Thì bây giờ nói đó, Y Bát La Long Vương á, phá hoại giới giá trọng mà bị tội nặng. Tức là cái chuyện nhỏ nhất là chặt cái cây thôi mà tội sao nặng? Bởi vì nó có cái tâm sân ở trong đó. Còn cái vị kia giết người là tội nặng mà sao là thành nhẹ? Bởi vì ông bị người ta xúi dục. Quý vị thấy được điều đó không? Ông bị người ta xúi dục là đi chặt ngón tay, đi chặt đủ 100 ngón tay sâu thành một sâu chuỗi đeo thành Phật. Giết người là tội nhưng mà xét lại anh bị người ta xúi. Cái này y chang như luật pháp thế gian vậy. Khi người đó phạm tội hình sự phải coi cố tình mà giết hay là do tự vệ, vì bảo vệ mà giết. Nó cũng có first degree, second degree murder. Thì giới luật cũng vậy. Thưa đại chúng, cái phẩm mà chúng đang học nó thuộc về giới, nó không phải thuộc kinh nữa nha. Đây là quyển giới kinh, phần kinh mình học vừa qua rồi. Giờ trong cái phẩm này Đức Phật nói về giới. Và trong cái đoạn này Đức Phật nói là Y Bát La Long Vương phá hoại giới giá trọng mà bị tội nặng. Thế nên người tội trọng khởi nhẹ, tội nhẹ khởi nặng. Nhiều khi cái tội nó nhẹ nhưng mà cái ý khởi nó nặng, như là chặt cây đó. Nhưng mà cái ý khởi là cái cây thôi mà anh tức giận lên, anh còn lấy cây anh chém chặt cái cây, thì thử nếu mà một con người thì sao? Cho nên Pháp Hòa hay nói con nít đó, lúc mà nó còn nhỏ đó, nó còn nhỏ mà nó hung dữ, mình đừng có tán đồng cái hung dữ đó. Ví dụ nó cung tay nó đánh người ta, đừng có bao giờ nó hay quá, giỏi quá, con giỏi quá, con võ công cao cường quá, đập mạnh lên con, đánh mạnh lên con. Mình đang tưới tẩm cái hạt giống bất thiện của nó. Hay là nó đi ngang nó đụng cái bàn mà mình không biểu nó lại xin lỗi cái bàn, mà mình chạy ngược lại để mẹ đánh cái bàn cho con. Mình đâu có biết là mình đang tưới tẩm một cái hạt giống. Cái bàn nó đi bất cẩn, nó đụng mà nó còn đánh cái bàn, thì thử người nào mà lỡ đụng nó thì nó sẽ xoay qua nó đánh người ta được. Thay vì mình dạy nó cái tâm khiêm cung, xin lỗi cái bàn đi con làm cái bàn đau. Một cái ý niệm rất là đẹp mà mình đâu có làm được chuyện đó. Đa phần là ô cái bàn làm con của mẹ đau, làm cháu của bà đau, để bà đánh cái bàn nghe không. Lỡ đánh cái bàn mấy cái mà mình đang tưới tẩm cho nó, là mai mốt ai đụng nó là cứ đánh. Hay là con về nó nói má cái thằng nó đánh con á, rồi mà sao? Dạ con chạy về con mép má, sao mày ngu quá vậy mà đánh lại. Mình đâu có biết là mình đang tưới tẩm cho nó những cái hạt giống khác. Thôi mình dừng ở đây đi, bữa khác mình học tiếp. Hết đoạn rồi đó. Cái đoạn này Phật gọi là phân biệt giới tướng. Giới tướng là gì? Là cái tướng mà mình giữ giới. Còn giới tánh là gì? Là ở bên trong. Giới là hầm lặng bên trong. Ví dụ như là mình thấy cái con kiến nó đang bu vậy đó, cái mình cố tình mình rượt thì mình đạp nó chết, hay là mình né nó, thì dù giữ giới hay phạm giới thì cái giới đó thuộc giới tướng. Nhưng mà mình thấy nó rồi phải không? Trời ơi, giết nó đi, giết nó đi, nó bò vô, để nó bò vô đó.
không làm những cái ý mình đã khởi, thì đó là lòng thù giới tánh. Rồi bây giờ mình dừng ở đây ha, bữa sát mình sẽ học tiếp cái đoạn này. Đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đại chúng xả chân chút.